lâu rồi nhá. Vừa thấy quay lại lại kênh nhá. Trời. Hello anh em nha. Em xin một follow một like với ạ. Các chị nhớ em. Kỳ vọng không? Giới đặt này là bạn mua kỹ vật mọi người. Không, mình dự đoán trận này phải B5 chứ không B2 đâu, B3 chứ. Chắc quyết vậy. Thế giới ra anh lại không. Hello mọi người nha. Hello á. Trái phải khẩu chọn chỗ nào là ok. Chắc kết thúc. Vô vô mình gặp toàn là mấy cái thứ kiểu mấy ông mà tròn tròn bốn luôn. Dày bốn luôn. Quá tệ. Quýnh đây ngày càng tệ. Mọi người cho xin một follow một like nha. Hiểu nha.
lâu quá vậy. Cái tập sự trong đây ghê vậy. Sáu tám chín si 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 no to si si no to. Bóp không? Thấy chưa? Mấy anh trai mất thời gian ghê luôn.
Jangan lupa. Rồi mọi người nha, mọi người cho xin một follow một like với B hả? Chú A B. Akali đi. Fear the assassin, no master. Bích xìu quan đó, tao sợ tao lại liền luôn á. Qua tôi lại luôn. Không? Ừ. Mới đâu đây hả? Nó đâu? Tao nằm đây nè. Chị nó háo xuống á. Sao lại để tao mà nó háo được? Con không biết được. Mọi người đợi một xíu.
Seconds until minions spawn. Follow mọi người nha, mọi người cho xin một follow với ạ. Ôi, chết mẹ rồi, nè. Sorry nha, đâu lo nói chuyện nha mọi người. Nó vừa kẹp con lính thiệt. Đúp rồi nè, đúp rồi nè. Trời ơi. Đi không không. Con này sao nó không ngủ về chứ ta. Hmm.
Mẹ kiếp dài. Bị delay thì sao ta? Trời ơi, tôi cảm giác nó đang bị lắc hay sao mọi người. Má tôi cảm giác nó đang bị quá tải thì sao, hôm nay nó có vẻ bị gì á, bị lắc lắc hoài, khổ lắm. Rồi bắt con xe luôn. Trời ơi, Pam An ơi là An. Để dễ cứng. Không, không được mượt. Cảm giác không được mượt. Rồi ông lấy gì bún tôi. Lấy gì bún tôi. Ghê là ông chết, còn ghê là ông chết 7 giây nữa. Sáu nó giả vô mặt mình nữa. Nó không đẩy ta. Ta nó đẩy chút mình lên hưởng tiền chứ. Nó đẩy cái e là chung là đẩy cái e mà quýnh mình á thì cơ may là bay được. Cái e nó tiếp cận mình chứ đâu có gì đâu tiếp cận. Đẩy biết quay lên. Dám găng mình đâu. Mất hơi nhiều lính nha bồ.
con xe rồi. Ngon, hấp với 10 món đồ lớn là ngon. Lo đẩy ghép rồi quýnh bắn người ta. Maybe nó full trong đây. Có tôi nhà mít thì kìa. Biết theo không? Tôi nói mà. Full lên gì vậy? Rồi lên thiệt rồi. Phân 2 được, cứ phân 2 được. Còn phải lát nữa. Nó đâu có rờ, đâu sợ, cứ đâu sợ nữa. Chết em chấp hơi sâu quá. Chỗ gì đây? Thôi mấy anh trai. Mọi người cho mình xin một like với ạ. Đã tới nè, đã tới đây. Gán. Hey, ủa nó chạy đâu? Thank you.
Ủa? Thế chưa nhanh kìa, trời ơi. Nói người ta sao đánh vậy? Chán anh đi thiệt chứ. Hơi rừng gà nha, hơi rừng gà, xét tao ta. Tâm đi, chút AD tôi lo được. Chút AD tôi lo được. Mấy hành vi sao ta? Chết thì mấy ông người gờ là sao? Không ai thấy gì nha. Luôn.
chia ra mà farm ta. Chơi game cùng với cha. Trời tưởng gì gà vậy luôn hả? Sao vậy? Sao không ăn rồng đi? Chí nó làm cái gì ta? Chết kìa. Ủa còn gì vậy? Giáp gì vậy? Né được luôn. Nó gà vãi luôn. Chui vào hồi máu. Mà trùng với tìm á thì trùng tìm thì phàm quá. Trời.
sao biết lại được sai. Chiều e lên là chết. Hey, tôi câu hết rồi. Chí ta rồi non với lù non vô đi anh trai, vô đi ba, ba cái lộn gì vậy? Ôi dồi. Mấy ổng hoài đấy. Đẹp không? Đẹp không anh trai?
thao nước của máy lạnh này nè. Hello con Đức không? Hello bạn. Hello con Đức nha. Cho mình xin một follow với ạ. Cảm ơn nhiều. Mình xin cho một team một comment đó. Cảm ơn nhiều nha. Hello mọi người nha. Đầu cái đầu mới đi. Lên so sánh giúp em hai skin Z bóng ma ảo ảnh và Z tử thần không gian đi anh. À, hai skin này hả? Z bóng ma ảo ảnh và Z tử thần không gian. Nói chung là so sánh là em muốn so sánh là góc độ giống như góc độ em là em thích skin nào. Hay là bây giờ em dự định em mua về anh thì anh vẫn thích giết gọi là tử thần không gian. Tử thần không gian hơn. Kiểu nó mượt á. Kiểu nó mượt hơn. Còn nếu mà sở thích của em, quan trọng là sở thích của em chứ đâu cần. Mình chơi game là do sở thích mình mà, mình thích nào mình chơi đó. Đúng không? Thích nào mình mua đó. Tiền hay gì đó mình mua, hoặc là mình mở ra may mắn mình mở ra gì đó mình mua, chứ không cần thiết là giờ thôi em mua hai con nói vậy cho vui. Nếu mà hai con so sánh thì chi cho mệt, cuộc sống này so sánh chi cho mệt, em mua hai con chơi trận trên con ấy đấy. Ê ông Z, ủa what the fuck, mới hai Z mà kì vậy. Mới Z mà. They will regret opposing me. Đó ví dụ mà em có cần hỏi thì em cứ hỏi. Nói chung là anh nghĩ hai skin thì anh vẫn thích là cái tư hận gian thì xíu anh để anh kiểu cũng có skin hai con đó, anh chúc anh cho em coi chút có gì em chút có gì anh cho em coi hai skin đó. Anh vô anh test thử cho em từng cái, ví dụ thấy cũng thấy dụng chưa mua em muốn thử trong nào đó thì em nhìn ưng con mắt em thì em mua thôi ha. Em xin đó mọi người. Yeah.
Cảm ơn mọi người nha, mọi người cho mình xin một follow, một like, một comment với ạ. Cảm ơn Văn Đức nha. Ta cướp à? Trời ơi. Cộng gấp gì vậy? Trời. Cộng gấp. Rồi sao? À chán thanh niên thì chứ. Hai thanh niên này chán gì chứ. À, coi như tôi xong cái pha này rồi. Mấy anh thiệt chứ. Báo không à. Xong. Come on.
cái lính này còn chưa đánh này. Cái vẻ mình cũng có đam ta. I've tolerated gods and kings long enough. These petty tyrants are weak. I am. Chưa đủ tiền. Ví dụ ha, ao trình là đây. Hai lần trên một dòng sông thôi. Chắc gai à. Này, cấp 6 rồi. So it cannot stifle the crucible of violence. Để cho nó quy từ xa đi. Đá mắt ha. Ego là chậm đây, nói chung là nó có mùi. Có mùi. Mùi ha. À, chơi chơi dụ vậy ha, mùi dữ lắm luôn. Cool.
Má dở quá ta. Dở quá, tôi dở quá mọi người. Rồi ha. Hey. War is coming. Trời, học luôn. Hey, nó phái à. Chết bụi á. Chết bụi lần nữa không? Chết bụi lần nữa không? Chơi chơi em chết bụi ha. Nó còn flash. Còn flash, nó còn tele, nó sẽ tele lên. Hey yo. What the fuck? Trời ơi, ủa, tele dưới à? Tele xuống rồi chịu ha. Tele xuống dưới hai bạn dưới luôn. Submit to the mandates of tyrants. Oh, eh. Mid cái chơi. Yeah.
was born to end tyrants and be their nó học mình phải nữa ống kinh nghiệm. Rồi mất tiêu ông ơi. Trời ơi, còn nhấp không ăn của tôi nữa. Má tôi đầu tư tới vậy rồi, mấy ông chậm ghê luôn. Chán thì chứ. Hello mọi người nha. Death can contain me. Biết chơi, chơi game. Này xong rồi đi bộ xuống. Nói chung gặp gió là không cần thiết. Rồi, mất đúp mà. À, tem mà đang thắng rồi. Xuống rồi. Đáp xuống rồi.
nha. Chết qua nha. Con gửi nè. Mẫn mẫn hả? Sao không vào ăn đi? Hả? Ê! Giết được ở đây nó tích cực. Đâu vậy?
strong devour the weak. Hey. Nói sâu quá vậy mấy trai. Để mà ổng giết AD được. AD nó được, tức thì bắt hồn mà đứng đó vậy. Hey. Hey. Yeah, yeah. Đó, vậy không về. Ham quá. This rebellion isn't over yet. Giết được luôn à. Ở gông rồi. Về đi, về đi, về đi. Còn đấy. Demacia is a disease. I will cure. Bỏ à? Thấy gồng à? Con là gió mà chạy nhanh vô. Peace.
rồi. Lâu em đánh rồi. My howl heralds war and death. Ơi gì vậy? Ơ chạy nha. Rồi. Nổ hết trời. Anh trai đừng giỡn, em có thật đâu. Trai nóng nổi quá à. Hẹp. Hey. Hả? Không phải đang tập trung, không cảm. Sắp rồi. Con chim mày không biết mày hỏi nữa. Mới thấy bài vô con chim rõ ràng, giờ hỏi còn xong chưa. Mới thấy. Chiếu lên trai. Từ anh trai xíu nữa. Cho tôi. Trời ơi mày ha. Sao KDA mình 5 năm vậy? Cống hiến gì kỳ vậy? Cống hiến gì kỳ ta? Báo nữa. Cùng nó điên. Cùng nó điên nhỉ anh trai. Chạy được không? Không có biết to cú rồi. Vậy mất chồng nha. Trời ơi, không tăng
carry rồi ông còn vậy nữa. Nên đam ông họp vãi luôn, vãi cá bèo luôn. Xem bắt là thế à? Là gì đây? Đây nữa. Đâu có on nữa cha. Xong rồi sớm đi. Xong rồi sớm đi. Ôi ơi. Ôi né. Bút lên đi. Đẩy mít kìa. Ôi, đi chuyển rồi, chán mấy anh em vậy. Có hàng chạy xuống mình. Hay là maybe đạt tớp. Thank you.
kill. Ôi, chỉ người ta nữa. Endless conflict lies beyond the throne. Làm như tao không biết chơi, nãy giờ gánh mày á. Sao không đánh nhà Andy? Leave no walls for them to hide behind. À, đây full đồ 8 giá 80 tiếng trước rồi, giờ mình mới full đồ. Royals are covered in it. Ông cũng hơi được top nữa. Hoài nguy hiểm lắm. Quân trận Trần Hân tóc giải luôn. Ủa Văn Đức còn ta? Văn Đức còn đó không ạ? À? Văn Đức à?